Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hiện tại là Nhân đang đứng ở đường tỉnh lộ 824 và trước mặt mình là mình sẽ chạy về hướng Sài Gòn, Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn. Còn đường ngược lại mình chạy về thị trấn Đức Hòa, Bến Lức và các tỉnh miền Tây. Ở đây là có một cái khu dân cư cũng bên chủ đầu tư Cát Tường đầu tư, khu dân cư Cát Tường Phú Nam. Rồi Nhân xin mời mọi người đi vào trong nha. Cái khu này thì nó cách cái khu Phú Nguyên khoảng chừng 500 m. Và như tất cả mọi người mình thấy đó, cái đường mình đang đi cũng là bên chủ đầu tư tự bỏ tiền ra để làm cho những người dân ở trong khu Cát Tường Phú Nam được đi đường này. Và những cái người dân mà họ sống dọc trên tuyến đường này hoặc là đi làm ở trong khu công nghiệp Đức Hòa 3 cũng được hưởng lợi chung. Ở trong đây này cái quỹ đất nó còn khá là nhiều, nhưng mà đa số là đất ruộng, đất công nghiệp thôi. Còn đất ở thì mình xin phép lên thổ cư nó rất là khó. Cái đường này nếu quý vị khách hàng mình chạy thẳng vào trong là mình đi vào khu công nghiệp Hoàng Gia. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ phải, mình đi vào khu Cát Tường Phú Nam. Trong đây ngoài cổng Phú Nam thì nó có những cái dãy nhà trọ. Ngày xưa là của người dân họ xây đất, mua đất và xây lên. Lúc trước là mua đất rất là rẻ nha mọi người. Bây giờ khu này đất nó cũng khá là cao rồi. Ở bên đây là có hai cái dãy phòng trọ của công ty. Hồi trước là bán 900 một dãy. Khu này của mình tổng diện tích là 3 hecta. Nhưng mình thấy nếu như mình mua đất thì mình sẽ xây tự do. Còn những cái căn nhà phố của bên công ty hồi trước bán đầu tiên nhất là khoảng chừng 500 cho tới 600 một căn. Bây giờ những cái khu này cũng đã có sổ hồng hết rồi nha mọi người. Những nhà phố liền kề là của bên công ty. Bây giờ khu này là tất cả những cái nhà phố là dân ở kín hết rồi, không còn căn nào trống hết. Ở đây mình cũng có hai dãy. Đây là một căn góc là mua đất tự xây. Nhưng mình thấy thì cái khu này nó chỉ có 3 hecta thôi. Nhưng mà công ty vẫn dành ra một cái khoảng đất trống để làm một cái công viên cho những cái vị khách hàng mình ở trong khu và những cái khách hàng, những cái người dân ở xung quanh tới đây để tập thể dục. Còn đất ở khu này đầu tiên công ty bán là 5 triệu một mét vuông. Bây giờ thì người dân trong này họ bán lại cũng khoảng từ 8 tới 9 triệu nha mọi người. Còn những căn nhà phố thì từ 500 cho tới 700 một căn. Như cái lốc này là 700 một căn. Ngang 5 m, dài 15 m. Một trệt một lửng. Đây cũng là một dãy nhà phố. Dãy này đầu tiên là công ty bán chỉ 500 mấy, 600 một căn thôi. Còn đất bên đây là 5 triệu. 5 triệu một mét vuông. Rồi cái khu này nó chỉ có bao nhiêu thôi nha mọi người. Nhưng mà đây là mình thấy có một cái căn nhà mà mua lô gốc xây lên giống như một cái biệt thự. Cái căn nhà này cái chủ nhân là ở ngoài nước ngoài, nhưng không biết hiện tại có còn ở hay không. Thì sau này nếu như mà công ty mua đất được thì công ty sẽ mở rộng phía bên kia, nó khoảng 6 hecta nữa, bên cái hàng rào nha mọi người. Rồi quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để xem những video sau của Nhân. Bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng ở những cái khu dân cư khác nữa. Rồi Nhân xin chào.